Xuất hiện clip Hoài Linh tiểu thủy nói muốn trở lại làm nghề sau 3 tháng vướng scandal. Giữa bão sao kê của đồng nghiệp, nghệ sĩ Xuân Hinh lên tiếng khi bị hỏi về chuyện từ thiện. Nghệ sĩ làm từ thiện và chuyện sao kê nên thận trọng để tránh rắc rối. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh Tin tức Việt. Những tin tức nóng nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xuất hiện clip Hoài Linh tiểu thủy nói muốn trở lại làm nghề sau 3 tháng vướng scandal. Cư dân mạng đang xôn xao đoạn clip chia sẻ của Hoài Linh sau thời gian anh mất tích vì ồn ào xoay quanh việc giải ngân hơn 15 tỷ tiền từ thiện. Năm 2021 không phải là một năm may mắn với Hoài Linh khi anh vướng vào một số ồn ào dẫn đến mất điểm trong mắt nhiều người hâm mộ. Trong đó có việc nam nghệ sĩ Hải chậm giải ngân số tiền từ thiện cứu trợ miền Trung từ cuối năm 2020. Đây cũng được xem là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của Hoài Linh tính đến thời điểm hiện tại. Sau khi đưa ra lời xin lỗi và giải trình lý do vì bị bệnh, Hoài Linh đã nhanh chóng giải ngân số tiền và đến nay vẫn chưa xuất hiện trở lại trong showbiz. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip về nghệ sĩ Hoài Linh ghi lại cuộc trò chuyện của anh ở nhà thờ tổ. Trong clip, nam nghệ sĩ Hải trông tiểu tụy, dâu ria, xuống sắc. Dù chưa xác định clip được quay vào thời điểm nào, nhưng clip này lập tức gây sự chú ý, bởi đây là lần hiếm hoi hình ảnh của Hoài Linh xuất hiện sau ồn ào vào tháng 6 năm nay. Trong clip, Hoài Linh chia sẻ, làm nghệ sĩ không ai mong muốn phải ẩn giật như thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại bởi nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được, mình còn làm được. Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra, thậm chí nhắc lại chuyện nam nghệ sĩ chậm giải ngân tiền từ thiện. Vậy thì chú nên giải trình thắc mắc của mọi người về vụ từ thiện để họ hiểu, chứ chú muốn quay lại mà chú không làm vậy, thì liệu còn được mấy người ủng hộ chú? Một người dùng mạng bình luận. Chú có quyền quay lại, nhưng khán giả chúng tôi chọn cách quay lưng. Tôi không đồng ý Hoài Linh quay lại, bản thân tôi đã mất lòng tin ở nghệ sĩ rồi. Một khán giả khác bình luận. Tẩy chay là tẩy triệt để, chứ không tẩy nửa vời, giải nghệ luôn đi, đừng quay lại. Đó là một số quan điểm của cư dân mạng sau khi xem clip của Hoài Linh. Tuy nhiên mới đây, phía quản lý của nam nghệ sĩ đã xác nhận đây là chia sẻ của Hoài Linh từ trước khi anh vướng vào đùm xùm tiền từ thiện. Được biết hiện tại, ngoại hình Hoài Linh đã có thay đổi nhiều so với trong clip đang được lan truyền. Ekip Hoài Linh khẳng định không có chuyện nam danh hài phát ngôn như vậy vào thời điểm này. Trước đó, người đại diện của Hoài Linh cho biết đã giải ngân xong số tiền 15,2 tỷ đồng khi trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để trao quà cho người dân. Dù chậm trễ nhưng ekip của nam nghệ sĩ đã cố gắng thực hiện điều này nhanh nhất có thể và gửi lời xin lỗi tới khán giả. Cụ thể tại Quảng Bình, ekip của Hoài Linh đã trao 1,5 tỷ đồng gồm quà và nhà cho bà con ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và xã Văn Hóa của huyện Tuyên Hóa. Tại Hà Tĩnh, ekip đã trao 2,13 tỷ đồng gồm quà và hỗ trợ sửa chữa nhà. Tại tỉnh Quảng Trị, trao 3,9 tỷ đồng. Tại Thừa Thiên Huế là 1,1 tỷ đồng gồm quà và nhà cho người dân huyện Quảng Điền và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền. Tỉnh Quảng Nam là 4,1 tỷ đồng gồm hai đợt ủng hộ trước Tết và sau vụ đùng xùm. Tại tỉnh Quảng Ngãi là 2,5 tỷ đồng, gồm nhà và quà cho hai huyện Đức Phổ và Trà Bồng, cùng một số xã ven biển, thành phố Quảng Ngãi. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Giữa bão sao kê của đồng nghiệp, nghệ sĩ Xuân Hinh lên tiếng khi bị hỏi về chuyện từ thiện. Khi bị hỏi khó về chuyện làm từ thiện, nghệ sĩ Xuân Hinh đã lên tiếng trả lời khiến nhiều người phải suy ngẫm chỉ với một câu ngắn gọn. Trong thời gian gần đây, câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ Việt luôn là chủ đề nóng được cộng đồng mạng quan tâm và xôn xao bàn tán. Theo đó, những cái tên được nhắc đến và yêu cầu sao kê từ thiện là Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên. Đáng chú ý vào ngày 7 tháng 9, Việt Nam MC Trấn Thành công khai hơn 1.000 trang sao kê đợt làm từ thiện hỗ trợ miền Trung vào hồi năm 2020 đang được khán giả đặc biệt quan tâm. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh cũng bị một cư dân mạng đặt câu hỏi về chuyện đi làm từ thiện. Theo đó, cách đây ít hôm, Nam Sinh Hải có đăng tải lại một phân cảnh trong vở kịch Người ngựa ngựa người từng làm nên tên tuổi của mình. Đoạn clip trên nhanh chóng thu hút tương tác từ nhiều người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen ngợi cho nam danh hài, thể hiện lại một đoạn trích gắn với tuổi thơ của nhiều người. Bất ngờ có người hỏi nam danh hài liên quan đến chuyện từ thiện. Cụ thể, người này hỏi, anh có đi làm từ thiện bao giờ không? Ngay lập tức, nam nghệ sĩ này thẳng thắn trả lời, anh có tuổi rồi em. Động thái trên của Xuân Hinh khiến nhiều người khen ngợi là thâm thúy và sâu sắc. Theo đó, một số người cho rằng nam danh hài này muốn nói bản thân đã nhiều tuổi, chỉ muốn tập trung cho công việc. Bên cạnh đó, một số người khác cũng đặt nghi vấn. Nam nghệ sĩ không muốn trả lời những câu hỏi khó ở thời điểm hiện tại có liên quan đến nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán từ phía khán giả. Trước đó vào đợt tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh cũng từng có động thái ủng hộ khi doanh nhân Nguyễn Phương Hằng live stream nói về chuyện từ thiện của nghệ sĩ Việt. Xuyên suốt buổi live stream của nữ doanh nhân, ngoài sự có mặt của những khán giả, dân mạng cũng vô tình phát hiện ra sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ cũng theo dõi. Trong số đó gây bất ngờ nhất với cộng đồng mạng đó là tài khoản có tên của nghệ sĩ Xuân Hinh. Theo đó, trong số hàng trăm nghìn người theo dõi live stream của bà Phương Hằng trên nền tảng Facebook, không khó để nhận ra bình luận nổi bật của fanpage nghệ sĩ Xuân Hinh. Em nói rất đúng, anh ủng hộ em. Anh là một trong những nghệ sĩ lớn hiếm hoi công khai lên tiếng ủng hộ bà Phương Hằng ngay trên sóng live stream, sau loạt lùm xùm của nữ doanh nhân và loạt nghệ sĩ. Xuân Hinh là một trong những danh hài nổi tiếng, anh là nghệ sĩ đa tài, có thể hát chèo, quan họ, cải lương, chầu văn và được mệnh danh là vua hài đất Bắc. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Nghệ sĩ làm từ thiện và chuyện sao kê nên thận trọng để tránh rắc rối. Hai tuần qua, một nữ YouTuber liên tục gọi tên nhiều nghệ sĩ trên mạng xã hội làm rộ lên tin đồn họ ăn chặn từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng tiền từ thiện cho đợt lũ lụt miền Trung năm 2020 một số nghệ sĩ bị nhắc đến là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh, Trấn Thành đều lên tiếng phản bác cho rằng đây là hành vi vu khống. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng dọa kiện, Thủy Tiên Công Vinh hứa hẹn sẽ sớm tung sao kê, thì Trấn Thành là nghệ sĩ đầu tiên công bố gần 1.000 trang sao kê số tiền 9,6 tỷ đồng từ thiện. Trấn Thành khẳng định anh không nhận đến 120 tỷ đồng như tin đồn và tung sao kê như một cách bảo vệ danh dự cho các nghệ sĩ. Trước đó MC Đại Nghĩa cũng công bố sao kê các hoạt động từ thiện của anh, trong đó có việc giải ngân số tiền 3 tỷ đồng được chấn thành chuyển vào năm 2020. Nhiều năm nay, Đại Nghĩa làm từ thiện với tài khoản mang tên tài khoản An vui chứ không sử dụng tài khoản cá nhân. Nam MC khẳng định anh luôn cố gắng sao kê đầy đủ trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Nếu chậm trễ cũng chỉ là sau vài tháng giải ngân. Các hoạt động trong chuyến từ thiện miền Trung năm 2020 đã được anh công bố sao kê vào năm ngoái. Đến bây giờ anh công bố lại để đảm bảo minh bạch. Điều này có thể xác nhận qua các bài đăng trên trang cá nhân của Đại Nghĩa trong thời gian qua. Vào tối ngày 7 tháng 9, bà Ngọc Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cũng đăng bài xác nhận ba đợt chuyển tiền của Trấn Thành với tổng số tiền là 6,4 tỷ đồng cùng quá trình giải ngân của mình tại các địa phương Quảng Bình, Huế, Quảng Trị. Bà Hương khẳng định không ăn chặn tiền từ thiện. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ lên tiếng hoặc công bố sao kê để bảo vệ uy tín cá nhân. Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ đã tự giác sao kê từ lâu, chứ không đợi ai nhắc nhở. Điển hình là Đại Nghĩa hoặc vợ chồng Lý Hải Minh Hà với bảng sao kê số tiền 6,3 tỷ đồng từ thiện miền Trung năm 2020. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ đi lại như Con Thoi, hỗ trợ người dân khó khăn như Quyền Linh, Việt Hương, Đại Nghĩa, Quỳnh Hoa, Quốc Thuận, Trịnh Kim Chi, Xuân Lan, có những nghệ sĩ lại chọn việc giúp đỡ những bà con trong khu phố mình như Hồng Vân, Hữu Châu, Tiến Luật. Nói về việc từ thiện ồn ào thời gian qua, một nghệ sĩ đề nghị không nêu tên chia sẻ. Tôi không dám chắc nghệ sĩ nào đó không có khuất tất, nhưng tôi biết có nhiều nghệ sĩ rất trân trọng tổ nghiệp, họ không dám làm bậy với tiền từ thiện của công chúng đâu. Vì làm vậy không chỉ trái với lương tâm mà họ tin rằng làm chuyện xấu, tổ sẽ lấy lại nghề. Ông Trần Ngọc Dầu, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, hoạt động thiện nguyện là việc ý nghĩa mà rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đã duy trì và làm rất tốt đến nay nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn tiếp nối và tạo được thiện cảm với khán giả ông nói nghệ sĩ tin rằng mình trong sáng khi làm từ thiện nhưng về công luận thì người ta có quyền nghi ngờ vì vậy từ đây về sau mình làm từ thiện cần cẩn trọng hơn thu chi ghi chép cẩn thận và minh bạch công khai để ai quan tâm họ sẽ xem qua tất cả những điều này trước tiên là tự bảo vệ bản thân mình trước những rắc rối nếu có Ai làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm, còn ai không sai thì không sợ. Chúng ta tin vào sự nghiêm minh của pháp luật, để rồi mọi thứ sẽ ổn định lại, để nghệ sĩ lại tiếp tục hoạt động từ thiện, đóng góp sức mình cho xã hội. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác. Quý vị hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bật biểu tượng hình chuông để động viên khích lệ chúng tôi tiếp tục sản xuất những bản tin hấp dẫn hơn, phục vụ quý khán giả tốt hơn nữa.